Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp nấu món cà ri rất là đơn giản nha các bạn. Nấu cà ri chuối sáp xanh với đậu hũ nấm rất là đơn giản luôn. Bây giờ nguyên liệu chính của mình ở đây là có một cái củ khoai lang tây, một cái củ cà rốt. Ở đây là năm trái chuối chuối sáp các bạn. Mình đã cắt ra rồi, mình cắt ra rồi mình chừa một trái. Các bạn thấy chuối sáp này nó vừa chín tới rồi mình đem luộc nha, đem luộc qua. Đó nè, các bạn thấy vỏ ngoài nó xấu nhưng mà ở trong chuối nó rất là đẹp, tại cái loại chuối này cái vỏ nó rất là xấu luôn nhưng mà ở trong chuối nó rất là vàng, rất ngon nha. Ở đây là năm miếng đậu hũ, năm miếng đậu hũ vậy mình đã sắc hai, sắc hai rồi lát mình chỉ chiên sơ qua cái với năm cái tay nắm đùi gà mini với mấy cái đầu nắm đùi gà lớn nha bạn, nắm đông cô cái một chút vậy đó. Ở đây là sả ớt, sả ớt mình bầm với sả ớt cay, hành. Ở đây là mình ăn phụ, ở đây là có lá quế. Mình nói lộn, ngò gai với rau ôm nha, cái này là ngò gai với rau ôm là ở nhà mình trồng. Đó, người ta ăn bò bò kho thì người ta ăn hai cái rau này, nhưng mà mình ăn cà ri mình ăn hai cái rau này cũng được nên nó vẫn thơm ngon nha. Ở đây là nửa củ hành tây. Một lon dừa 400 g, mình không có nước dừa tươi nên mình mua dừa lon nha. Cốt dừa và thêm bột nghệ, thêm bột nghệ, cà ri chà, các bạn mua được cà ri này thì cũng được, hoặc là không có thì mua các loại cà ri khác cũng được nha, không sao nha. Tại nhà mình thường thường mình đi về về lâu lâu mình về thăm con mình ở dưới thành phố á, ở đi hay đi chợ Phạm Văn Hai lắm, mình hay mua cà ri này lắm, cà ri này nó rất là thơm. Nếu không có thì cà ri nào cũng được, không nhất thiết phải cà ri này nha. Và một ổ bánh mì. Rồi mình làm tới đâu mình sẽ chia sẻ các bạn tới đó nha. Cái này thì mình đã cũng chơi sơ chế sạch sẽ hết rồi, mình rút ngắn thời gian. Nếu các bạn nào mà không đồng ý mình làm với cách thức này thì các bạn góp ý cho mình thì mình sửa nha, tại vì mình làm có một mình hả. Rồi quay các bạn biết không, cái ở đây nè lên cái máy chỉ có là 50 thôi, 50 cái bề cao thôi, nên mình chiên mình xào rồi mình sợ nó lâu quá nó nổ máy điện thoại nên mình làm cái gì mình cũng rút ngắn lại hết, chứ không có mỗi cái mà mình mỗi gọt mỗi sắc như các bạn khác làm. Các bạn khác thì mỗi cái phải phải bào vỏ rồi phải gọt phải sắc từ từ. Rồi nếu các bạn thích nào mà thích mình làm y như vậy thì cứ góp ý mình sẽ sửa sửa đổi nha. Các bạn nào góp ý mình cũng vui hết, mình không buồn, dù tốt hay xấu cũng vui, tại vì người ta thương mình ta mới góp ý, là góp ý là sự chân thành nhất. Nên mình không buồn, không hờn, không giận dù tốt hay xấu nha các bạn. Thôi bây giờ bắt đầu mình sẽ sơ chế từ từ nha. Bây giờ trước tiên mình lấy cái thau hi nắp mình bỏ cho tất cả vào. Mình sẽ cho cà ri vào. Một muỗng cà ri. Một muỗng cà phê cà ri nha. Nửa muỗng cà phê bột nghệ. Mình cho đây nửa muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng cà phê đường. Một phần ba muỗng cà phê bột ngọt. Bây giờ mình trộn lên. Bây giờ mình ốp mình để đây nha. Giờ mình bắt cái chảo rồi mình bỏ vào đây chút xíu dầu. Tặng mình chiên đậu hũ nha. Mình cũng cho ít à. Cho khoảng 2 muỗng canh là được nha cả nhà. Bây giờ dầu đã nóng, mình cho đậu vào. Mình chiên mấy cái mặt mà nãy mình cắt này các bạn. Mình cắt nó còn trắng á. Thank you.
Bây giờ mình sẽ cho ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp vào đây một miếng sả sống nha. Một miếng hành sống. Nửa muỗng bột cà ri. Một chút bột nghệ. Cho vào một chút ớt bột. Cho dọn xí bột nêm nha cả nhà. Để xích đây cho cả nhà thấy. Trộn đều lên cho nó thấm. Bây giờ mình tiếp tục đi làm bước thứ hai. Mình đã bắt cái nồi dầu lên rồi nha. Mình cho sả ớt vào. Mình cho tất cả phai vào. Chiên sơ nha cả nhà. Chiên sơ là mình chiên mình bỏ sả tỏi vậy nó thấm trong cái nguyên liệu của mình, nó rất là thơm nha. Nên mình không có xào sả vàng. Nếu mà xào sả vàng rồi mình để chiên cái này sơ qua thì lúc nó sả nó bị khét. Nên mình chỉ bỏ qua mình trao nó dậy mùi thơm lên là được rồi. Chặn lửa nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ rim vào đây một miếng đường nha. Cho nó thấm phai của mình nó ngọt. Ngon. Đường với bột nêm thôi, không cần bột ngọt. Cả nhà thích ăn phai môn hoặc là phai lang gì mình nấu nha. Còn bữa nay mình nấu cà ri chuối sáp nên mình nấu là phai tây với củ cải đỏ với chuối sáp, chứ nấu là nấu cũng đơn giản nha các bạn. Ở nhà có gì thì mình nấu cái nấy thôi, không cần phải đúng là nguyên liệu y như là của mình đâu nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một hai muỗng nước dừa nha các bạn. Cho nó thấm cái miếng khoai củ của mình, nó rất là béo, nó ngon nha. Cái này mà các bạn mà ở gần chợ mua nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn nước dừa dừa lon này. Nhưng mà mình ở trong rừng trong rẫy xa quá đó, thành ra mình buộc phải mua sẵn mấy cái hộp này nè, để dành khi nào mình cần chế biến món ăn thì mình có sẵn thôi. Chứ mình không có gần chợ, gần quán thôi. Trong mình muốn mua cái gì mà điều kiện theo ý mình cũng rất khó. Nhiều khi mình gửi người ta mua về không có vừa ý mình. Đó, xào này cho nó dính vô trong cái nguyên liệu của mình, nó béo, nó thơm, nó ngon. Bây giờ mình sẽ chế nước sôi vào. Tại mình vừa làm vừa lon á, nó không có nước dừa dảo nên mình phải chế nước dừa nước sôi. Các bạn có nước dừa tươi á, các bạn bỏ vô nấu cũng ngon lắm nha. Tại vì mình nấu vậy là cũng được rồi, có rau củ quả thì nó cũng đủ ngọt rồi nha. Mình chế khoảng 1,5 lít. Lít rưỡi nước nha cả nhà. Rồi bây giờ mình nấu cho nó sắp sữa mềm xong rồi mình mới cho tất cả các loại khác vô. Cho đậu hũ, cho nấm vô. Rồi cuối cùng mình mới cho nước cốt dừa vô, nó mới ngon, nó mới béo. Bây giờ rau củ của mình cũng đã chín rồi. Mình cho nấm đậu hũ vào nha cả nhà. Cái nước ngọt ghê luôn cả nhà. Mình tráng sơ nha để mình bỏ uổng. Nếu cả nhà mà nấu ăn với bún á, thì mình cho thêm nước vào. Còn mình nấu ăn với bánh mì thì mình cho nước ít ít thôi, nó sệt sệt thôi. Nó chấm nó mới ngon nha. Bây giờ mình chờ nó sôi, là khi nào mình nhắc xuống xong rồi mình mới sẽ cho nước cốt dừa vô. Bây giờ mình nêm nếm luôn nha. Mình cho vào đây một muỗng canh đường cát dung nha cả nhà.
một muỗng lùm lùm bột niêm, lùm lùm nó bằng mặt nè, mình cho vào một chút xíu muối nha, 1/3 muỗng muối đi, mình niêm từ từ coi cái độ mặn nó như thế nào, để nhiều quá mặn nó sẽ không ngon, nấu cà ri ngọt ngọt nó mới ngon, mà ngọt vừa thôi nha các bạn, tại vì mình không phải là dân miền Tây, miền Tây thì nấu ăn nó hơi đậm đà chút xíu. Bây giờ mình sẽ cho vào thêm nửa muỗng đường nè, nửa muỗng đường, thêm một chút xí muối nữa là được rồi, như vậy là vừa luôn nha các bạn. Bây giờ mình nấu cho nấm đồ nó chín là hết trơn rồi mình mới niêm miếng lại, như vậy là cũng vừa rồi. Mình cho vào đây một chút xíu màu cà ri cho nó có cái độ hấp dẫn nha các bạn, đó nó mới giống màu cà ri nè, thấy không, cho vô thấy khác nha. Cái này là bọt, này là bọt nước cốt dừa, các bạn đừng vớt bỏ nha, hồi nãy mình xào á. Bây giờ mình sẽ cho vào đây thêm nước dừa là mình nhắc xuống nha bạn, ngon lắm các bạn ơi, ngon thiệt là ngon luôn ạ. Mình cho vào đây 3 muỗng nước cốt dừa thôi, nhiều quá ăn béo quá mình ăn cũng không nổi nha, 3 muỗng chứ hồi nãy 3 muỗng cũng là 6 muỗng rồi. Bây giờ khi mà mình nấu mình ăn bún thì mình sẽ cho vào một chút xíu nước bột năng nha các bạn, cho nó cái độ xanh xánh á, cái này xanh xánh ít nè, mình cho thêm tí xíu thôi. Rồi vậy là vừa rồi đó. Mình cho hành tây vào, rất là đậm đà, chấm bánh mì ngon lắm nha cả nhà, nấu đơn giản nhưng mà rất là ngon, nhanh gọn lẹ luôn. Các bạn có thể bỏ thêm tàu hủ kia cộng á, thổ kia cộng các bạn ngâm xong rồi nở mềm rồi chiên sơ rồi các bạn sẽ cho vào ăn cũng ngon lắm, nhưng mà thôi nhà có gì làm nấy thôi, không có cầu kỳ, nhiều khi cầu kỳ quá các bạn cũng mua nguyên liệu cũng không có. Rồi các bạn thấy nè, cái nước nó xanh xánh vậy nè là mình chấm bánh mì nó ngon nha, nó xanh xánh nó kẹo kẹo vậy nè. Thôi bây giờ mình sẽ nhắc xuống, bây giờ mình sẽ múc ra nha các bạn, thơm ngon ghê, chuối sáp thì nó dẻo dẻo. Bây giờ mình cho vào đây vài cọng hành tây nhé các bạn, nhìn cho nó ngon. Mình cho đậu phộng ra, các bạn thấy giản chưa? Giờ món cà ri của mình nấu xong rồi nha các bạn, các bạn nhìn thấy hấp dẫn ngon không à? Mình ăn kèm với bánh mì nha, ăn kèm với bánh mì với rau thơm, rau ngò gai với rau ôm. Rau này thì người ta ăn thường thường, ta ăn với phở bò, bún bò đồ, nhưng mà giờ mình ăn kèm với cà ri cũng ngon nha, nó có cái vị thơm cũng ngon. Thôi giờ món ăn của mình hoàn thành rồi, mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an dồi dào sức khỏe. Nếu các bạn yêu thương biết của tôi thì cùng nhau chia sẻ cho bạn bè cùng nhau tham khảo món ăn của mình nha. Mình xin chào.